Prit Kuhan. Vâng. Prit Kuhan. Một cây đàn mà có chiều cao cũng cũng vừa phải, vâng, cũng cao hơn cái tầm tầm U1 kia. Đấy, cái nắp rất là đẹp luôn các bạn, nắp đẹp. Wow. Cái giá nha, vâng, rất là chắc các bạn nhé. Đây này, cái giá tôi rất thích là nếu mà nó vẫn còn để được lại ở những cái góc như thế này, chứng tỏ là cái bản lề nó rất là chặt. Đấy. Fritz Kuhan, vâng. Chúng ta cùng nghe một giai điệu, vâng, để cảm nhận về âm thanh của cây đàn này. À. Cây đàn mà có thể nói là chi tiêu khá tiết kiệm, và khá tiết kiệm, và nó ở cái ngưỡng mà hiện nay thì là phân khúc gọi là cao nhất của những cái cây đàn mà Việt Nam mình hay gọi là ngoài dòng đấy. Tức là cái tầm đàn xung quanh 20 triệu hay là mười mấy triệu thì nó ở ngưỡng mà khá là chênh vênh, và có thể nói như vậy. Thì chúng ta nên chọn những cây đàn nó nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ, và nó bởi nó là những cái thương hiệu không nổi tiếng và nhỏ thì nó rẻ, nhưng mà cơ cấu máy và hoạt động của nó còn tốt. Đấy là Hiếu nghĩ là đó là điều quan trọng. Đấy. Sau đó lên cái tầm độ 25 đến 30 thì chúng ta có thể chọn những cái to hơn, những cái đàn to hơn và nó có cái cơ cấu bố máy vẫn tốt. Đấy. Và kịch của nó khoảng 30, 31, 32 thì chúng ta có quyền lựa chọn những cái đàn như thế này. Tức là nó đẹp, to, cao, đẹp về hình thức và âm thanh hay. Và đây là một trong cây đàn như thế. Bây giờ chúng ta sẽ nghe từng âm một của cây đàn. Rất tuyệt vời các bạn ạ, và cái màu sắc âm thanh của trên các phím nó đều vang sáng, và cây đàn này sẽ hợp với những bạn nào đấy thích cái gì đó nó tươi vui. Vâng.
vì màu sắc của cây đàn là rất là sáng. Và hoàn hảo về kỹ thuật. Vâng, vô cùng chắc chắn các bạn thấy không ạ? Vâng. Bây giờ mời các bạn xem chữ Fritz Kuhn và đây cái dàn mặt phím gần hơn khóa. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ nhìn xuống cái phần bê đan. Vâng, bê đan rất là đẹp đúng không các bạn? Vâng. À, cái đáy thì rất là chặt các bạn nhé. Đó. Đây, mời các bạn xem bên trong. Vâng, một cái đàn và có ba cái thanh chuyền này bằng gỗ rất là to, dày. Cái núm hoa hồng, tai hoa hồng, vâng. Còn nguyên trên này, và đặc biệt là cái ngựa tốt này. Đầu dây zin. Vâng. Nhiều bạn cũng bảo tôi là tại sao lại cái dây đàn nó có thể có khi mấy chục năm rồi mà vẫn còn tốt. Thì chia sẻ với các bạn rằng là trước đây Hiếu đã khi cái cây đàn đầu tiên mà Hiếu học đàn ấy, là những cây đàn Pháp cổ. Từ thời Pháp họ sang đây cai trị Việt Nam chúng ta và họ để lại ấy, thì những cái dây đó, những cái đàn đó mà những cái bộ dây cái phần trầm cuối này này vẫn còn nguyên. À, tức là cái tuổi thọ của cái dây đàn này nhiều khi mà chúng ta làm việc giữ gìn tốt thì nó đến hàng trăm năm. Vâng. Hoàn toàn rất tốt các bạn nhé. Phần này không có vấn đề gì cả. Vâng, cái đầu hồi của cây đàn gần giống như cây U3H. À, đây nó cũng cong như này, có một cái chân tách ra vuông thẳng gần giống cây U3H các bạn. Hồi rất là đẹp. Đấy, những cái chỗ như này chúng ta thấy cũng không bị xây xước gì. Và các bạn xem cái phần bản lề ấy, sáng sạch như thế này. Và đấy, cái đầu hồi này đấy, rất là sạch đẹp như thế này. Vâng. Hiếu nghĩ đây là một cây đàn rất là đẹp về hình thức và những cái gì chúng ta vừa nhìn thấy thì rất yên tâm. Vâng, tiếp theo là một phần vô cùng quan trọng. Vâng, sao bót của cây đàn. 5 cột trống các bạn ạ, 5 cột trống với hai hộp cộng hưởng phụ. Vâng, đây các bạn thấy số 1, 2, 2, 3, 7, 4. Đấy thì là cây đàn này thì chúng ta sẽ nhìn bên trong cũng là cái số đó. Đấy, họ dập cái số như vậy. 5 cột trống, hai hộp cộng hưởng phụ đây. Đấy. Thì cảm thấy là cái đàn này thì họ làm những cái xương ở cái sao bót này khá là dày. Tiếp theo mời các bạn trở vào xem phần bên trong của cây đàn. Vâng, có thể nói là một sự may mắn, thì vẫn hay nói như thế. Với những cây đàn mà chi tiêu tiết kiệm, các bạn biết rằng là khi họ đầu tư để sản xuất ra cây đàn thì hoàn toàn không có nghĩa là tiết kiệm đâu. Đây, một minh chứng là các bạn thấy rằng cái dàn chốt pin này đấy, là được làm bằng thép trắng sáng này. Cái đầu nó rất là cao đều nhau và các bạn để ý rằng là nó không bị những cái đầu pin nào bị tụt vào trong và cái dây này bị vặn sát vào cái phíp thì là không tốt các bạn nhé. Đấy, nó đều nhau như thế này. Hiếu sẽ dậm cái bê đan giữa xuống. À, chúng ta nhìn rõ hơn. Đó. Rất là đều như nhau hết. Và tiếp theo. À. Rất chặt các bạn ạ, rất chặt như thế này. Đấy. Rất chặt như thế này. Đó. Rất tuyệt vời. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ xem một cái búa. Vâng, xem một cái búa. Đây, các bạn xem một cái búa. Đó. Có độ dày. Có thể nói là người chủ trước họ sử dụng cây đàn với tinh thần của trang trí nhiều hơn là để chơi đàn. Nên là cái phần hao mòn gần như chưa có gì. Vâng. Đây. Bạn thấy rất đẹp đúng không ạ? Vâng. Một cây đàn đúng nghĩa. Vâng, đúng nghĩa là dùng lướt các bạn nhé, đúng nghĩa là dùng lướt. Vâng, rất tuyệt vời. À. Vâng. Rất chúc mừng và giá cũng rất hợp lý với những cây đàn được đánh giá cao này thì đương nhiên nó sẽ là khoảng tầm xung quanh 30 triệu rồi. Vâng. Cây đàn được sản xuất năm 1979, cao 1m27, đúng bằng cây đàn U2. Vâng. À, sản xuất tại Nhật với body B, key A, pin A, action A và sao bót A. Vâng. Bốn tiêu chí quan trọng của cây đàn đều được đánh giá là tuyệt vời, rất tuyệt vời. Hiểu nghĩ rằng là nếu các bạn định chi tiêu ở một cái khoảng tầm 30-40 triệu, đôi khi có những cây đàn vì thương hiệu mà chúng ta phải mua rất là đắt,
Đấy, thì chúng ta hãy hãy lùi xuống một chút nhưng lại mua được những cây đàn như này, hoàn toàn rất rất tốt. Vâng.